Chào các bác nhé, nay ngày 11 tháng 11 đây, em trả hàng cho hai bác đặt nhé. Đầu tiên là con máy 24 phép chạy nguồn 12V này, con này là chuyên truyền 1V nhé, đây. Cho anh khách ở Thới Lai, Cần Thơ. Đấy, để anh đặt em cách đây 2-3 ngày thôi. Đấy. Nhưng mà công việc bận này thì bác nào đặt trước thì em gửi trước, còn đặt sau thì em gửi sau nhé. Đấy, thì các bác thông cảm chờ đợi em chút. Đấy, thứ hai là con máy 40 phép chạy nguồn 24V này. Con này về Bình Dương nhá, anh yêu cầu có dấu tên địa chỉ cho anh. Đấy, vì thế một con máy anh của anh đang dùng con máy này của em rồi. Đấy, anh nhờ anh yêu cầu làm thêm cho anh một con nữa. Đấy, giống cái chỉ này con trước. Đấy, thì đây là cấu hình của con máy của anh nhé, con viết 24V này. Đấy, bây giờ em test nhá, test từng con máy một cho anh Thanh Trà, thế này Cần Thơ và con máy Bình Dương rồi nhá. Đấy, bình nguồn em cấp này, 24V này. Đấy, còn đây là chế độ để chế độ cáp số 1 này. Đấy, volume đỏ, tần số này, bản ngược là tăng nhá, tần số tăng nhá. Đấy, thường thường đánh cáp thì đối với máy 12V thì các bạn lại tầm 80 quay đầu, còn máy 24V thì các bạn lại tầm 60 rồi nhá, tầm 60, tần số 60 quay đầu thôi, nhưng nhích một tí một nó tăng các bác nhá. Đấy, và cái bom xung này đánh cáp thì các bác vẫn mắc cho em nhé, đây bạn xui là tăng hết này. Em test tải 3000W này. Đấy, tại vì cái máy này công suất nó khỏe, tải 1-2000W là cháy bóng các bác nhé. Đấy, em tải 3000 này. Đấy, để chế độ cáp đầu tiên này. Đấy, đây chế độ từng chế độ em ghi này, số 1 cao tổng hợp này. Đấy, số 2 này, cáp ra trơn này. Cáp ra trơn thì các bác để tầm khoảng tần số này, vặn số này tầm khoảng 4-5-50 quay đầu. Đấy, có thêm này con cá chạch các bác nhé, cá chạch thì cá chê ấy, chê đồng ấy. Đấy, còn thường thường là các bác kéo vào chế độ tổng hợp số 1 này là bắt tổng hợp các loại cá này. Đấy, và chế độ thứ ba là chế độ đánh 1V này. 1V nhá, thì nếu mà đánh cá trắng thì các bạn để tần số của 200 quay đầu nhá. Đối với cái máy này á, à, máy này máy 24V các bạn thì tầm 130-140 quay đầu thôi. Còn máy 12V là 200, còn cái này thì 130-140 quay đầu thôi. Và cái bom chung này các bạn bạn nhỏ nhất này, tức là bom chậm nhất ấy. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, máy 24V thì tần số 130-140 quay đầu đánh cá trắng thôi các bác nhá. Còn khi các bác đánh thêm được con Zofi này thì tần số các bác lên khoảng 200, 780-200. Zofi trên ngắc rồi các bác nhé. Đấy, và cái bom sung này này, Zofi thì bác bạn gần hết này, đây là mắc này thì vẫn khoảng tầm 70-80%. Bom nhanh lên, hơi nhanh thì cho chậm một chút này. Đấy, đó, ok nhá, sáng các bác sáng sáng muốn nổ bóng luôn này. Bấm hơi nhanh chậm một chút nữa này. Đấy, đây máy của đây bây giờ tiếp tục nha, em test này con máy thứ hai nhá. Test con máy cho anh Thanh Tràng ở Thới Lai đồng Cần Thơ này. Đây thì em cũng cấp tải cho nó nhá. Thì nhiều bác chứ không dùng máy điện tử thì mà sao máy nó không hoạt động, và các bác cấp tải cho em chưa hoặc thả cần vật xuống nước chưa thì chưa, thì chưa thì máy nó không hoạt động các bác nhé. Đấy, đây em cấp nguồn này, âm này, dương này. Con máy này thì đánh vợt thì bao cho các bác đánh vợt luôn nhé, quá ok luôn, quá khỏe luôn. Anh em trong khu vực của anh dùng của em rất nhiều, Cần Thơ dùng quá nhiều. Máy thì có 3 chế độ, toàn chế độ này, tổng hợp này, nì nóc chê này, volume này, chỉ mạnh yếu nó thường thường để tầm 9-10 giờ, để nếu muốn nó cạn thì các bác vặn nhỏ xuống nhé. Đấy, và để chế độ tính tổng hợp nó ok nhất. Đấy, đây máy của anh đây nhá. Anh em mà các bác có nhận đánh chuyên nghiệp nghe từ máy là biết có đánh này không. Đây, anh ra tải 1000W nhá, máy là máy nước ngọt, con này 12V, nhỏ nè, mạnh nè, cho vào vừa các bác nhé, thì nó
con cá nó lên đẹp hơn. Bạn to khỏe đang quả khỏe quá này, cá nó chết chìm hết. Chế độ gạt sang nì này, chế độ này thường hầu như là không dùng các bác nhé, vì nó khỏe quá nên con cá nó không bật được, không chìm bật. À, điện nó ăn điện hơn. Đây các bạn. Đấy. Đây máy của hai bác nhá. Bây giờ em đi đóng hàng gửi cho hai bác. Đây. Còn một cái kèo nâng cấp máy cơ này thì em chưa hoàn thiện xong. Đây nâng cấp con này lên hai em mình xem cái máy nhá, máy của anh em. Thì nâng cấp con này lên 24V nhá. Đấy. Đấy thì các bác có nhu cầu về máy nhá hay cần tư vấn thì Cano cho em nhá. Cái số điện thoại 0985 932336. Em ở Nam Định. Chào các bác nhá.